Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Wow, mọi người ơi, Ngọc mới vừa đi mua sắm với mẹ Ngọc về luôn các bạn. Các bạn biết rồi, tháng 11, tháng 12 này á, là mùa của lễ. Nhưng mà cái mùa này á, là được sale rất là nhiều luôn. Nên là tranh thủ cái dịp này hai mẹ con mình đi shopping. Đi từ sáng tới giờ, giờ mới về. Mặt Ngọc giờ cũng đường dơ, đi sáng giờ bụi bẩn rồi này kia. Giờ nhất Ngọc rửa mặt. À, các bạn coi nè, đây là hả cái vàng mà giống như là Forio Family của Ngọc nè. Ngọc có từ máy nâng cơ cho tới máy massage. Ngọc mới vừa mua cho chay cái này nè ông bà cô chú. Cái này là bằng cái bằng đèn chả đánh răng á. Ông bà cô chú biết chay thích cái màu xanh á, Ngọc mua. Rồi Ngọc cũng có một cái màu này. Cái này là cái máy rửa mặt của chồng Ngọc nè. Và đặc biệt là Ngọc mới vừa tậu cái này. Đây là cái Forio Luna 4. Ngày xưa đó là Ngọc có cái Luna 3, nhưng mà Ngọc cho em Ngọc rồi, nên là Ngọc mua cái Luna 4 này. À, mọi người thấy cái màu đẹp ghê không? Cái máy rửa mặt Forio Luna 4 này á, vừa cho ra mắt luôn. À, hồi bữa là Ngọc xài cái Luna 3 á, là Ngọc thấy đã êm rồi. Bây giờ cái này á, thấy còn cảm giác còn êm hơn nữa. Tại vì cái lông á, những cái lông trên này nè làm bằng silicone, nó rất là mềm mại, không có làm cho mình bị rát da mặt sau khi mà mình xài rửa mặt. Xong mình xài cái này nè, đó. Cái nút ở đằng sau này nè mình sẽ nhấn. Thì ở đằng sau này nó có ba cái nút để ba chế độ là dịu nhẹ với lại thường và sạch sâu để mình xài. Chỉ đơn giản vậy thôi, bấm cái nút giúp cho mình tẩy trang sạch sẽ trên da mặt của mình luôn. Đặc biệt nha, mặt sau của cái máy này nè, cái mặt này nè là dùng mình có thể dùng để mặt xa nâng cơ được luôn á mọi người. À, hãng mới vừa cho thêm được 5 chức năng massage nữa. Rửa mặt xong rồi nè, bây giờ Ngọc sẽ xức vô một chút toner. Đây là Ngọc đang vào app để Ngọc sử dụng cái chế độ massage của cái mặt đằng sau của cái máy rửa mặt á. Thì mình chỉ cần vô app mình setup một lần thôi, rồi lần sau á là mình chỉ cần bấm hai cái liên tục vào cái nút ở đằng sau của cái mặt máy rửa mặt á, là mình có thể dùng cái đó để mình massage. Rồi thêm một chút toner, thêm một chút kem dưỡng lên, rồi mình sẽ massage để cho thường thường giống y chang như mình đi những cái spa, nhân viên ấn huyệt đồ cho mình, để cho mình lưu thông khí huyết rồi đó. Thì cái chế độ Ngọc thích nhất là cái chế độ shiatsu massage này nè. Mình setup xong rồi cái nhanh gọn lẹ, mình có thể sử dụng liền sau khi cái bước rửa mặt của mình, giúp cho đẩy cái dưỡng chất vô da mặt của mình nhanh hơn và sâu hơn nữa. Bây giờ thì cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Mình cùng nhau khui coi ngày hôm nay mình đã đi mua shopping được những gì nhé. Wow, quá trời quá đất của mày ha. Trời ơi, trời. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào các bạn. Chào lại gia đình mình nha. Mọi người ơi, nhân cái dịp mà lễ ở Mỹ đây nè, đồ sale quá trời. À, gia đình thì cũng đi Việt Nam nhiều, nên là tranh thủ. À, chị xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Đúng rồi, nên là tranh thủ đi mua đồ để tặng cho người thân mình ở Việt Nam. Ôi ôi, mua được quá trời là nhiều đồ đó, bà cô chú ơi. Thôi, lâu quá không có làm nguyên một cái video clip shopping haul, nên là sẽ cho tất cả mọi người cùng xem là Ngọc với mẹ đã mua được những gì ha. Wow, bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu đây ta? Bây giờ bắt đầu từ những cái này đi, cho nó xuống trước đi. Dài hả? Đây là những đôi dài. Đôi dài mẹ mua cho mấy dì rồi này kia đó. Mẹ mua mấy đôi giống nhau luôn, nhưng mà mua 5 đôi như thế này giống nhau. Ờ, mấy đôi dài này sale còn giá còn rất là rẻ luôn mọi người, mà cái giá mà chưa sale của nó cũng mắc nha. 69 đồng, chưa sale là 70 đồng. Sale rồi còn có 15 đô. À, 15 đô là có chừng khoảng 300.000 tiền Việt Nam á. Và các bạn thấy nè, không có chuyện gì sai với đôi dài này hết trơn, chỉ là lễ đôi lễ sale thôi, là sale thôi. Nên là they Macy's have their do they do like a month long Black Friday sale pretty much? No, just like a week. Oh, okay, so it already started, so you got in early. Perfect. Mình cũng đi sớm mà mẹ, nên là mình còn nhờ được nè. Đó, mọi người coi nè. Very cool. Mình mua được 5 đôi giống nhau á, cả nhà. 5 đôi giống y chang nhau luôn. Em đã đi, can you help me put it on a size? Yeah. Cho chồng rồi bánh bỏ. Qua, mẹ đi xuống qua cho con ngu, đi qua cho mẹ rồi. Đây. Cái này cũng vậy. Mỗi gì mang mỗi size, đó, nên là đây nè. Đây là quà của mấy dì khi mà nhà con già về, nhà gia đình về là có quà cho mấy dì nha. Mẹ con thương mấy dì nhiều lắm đó.
Có người chị hết sức đáng đồng tiền bỏ gạo. Này, cũng có đồ này luôn nè. Another one. Yeah, for all her sisters. All the sisters are going to have the same shoes, is what I was going to say. Đây, còn đôi này nữa. Đôi này số 9 là số 9 nè. Cho con mở. Cho con mở rồi, con mở kia này đi. Rồi, con, trời ơi, con mở giùm đôi này cho anh hai mà. Xuống. Rồi, ok, con mở đó giùm anh hai đi. Đó, anh hai, cho em mở này giùm anh hai. Anh hai, con mở cái này giùm hai. Ừ, anh hai con mở này giùm hai. Rồi. Oh. Wow. Đó, cho anh hai coi, cho anh hai. Cho anh hai coi đi. Cho anh hai coi, anh hai đâu chơi. Anh hai, mẹ mua này cho anh nè. Con mua cho anh. Con mua rồi, đổi luôn đây. Who's that for, Jady? Một người thôi, Bali ở bên sân. Only one. Bali. Con này cũng muốn cho Bali hả? Wow, Bali's đó, này quá, Bali, Bali đâu không ăn dừa. He's got some big feet. Vậy thôi hả? Rồi xong đó, đó là xong, xuống không? Bali actually don't run. À, đúng rồi, bỏ vô, đúng rồi. Rồi, đi xuống ha. Hay ghê không? Đúng rồi. Ông ngoại, hai cái đôi dài mà con vẽ cho anh hai anh ba đâu? Rồi thôi cất ở ngoài ơi. Bài anh hết thêm chuyện. Rồi còn cái đôi này là Ngọc mua cho Ngọc. Thấy nó sale quá. Dạ, cũng ok nè, Ngọc mua cho Ngọc. Này cái này 100 đô sale 50% á. Đây, sao cho mọi người coi. À, đơn giản nhưng mà nó rất là nhẹ, Ngọc rất là thích. Really light. Rất là nhẹ, rất là dễ chịu. Mà cái màu này Ngọc thích nữa chứ. This is gonna be great Vietnam shoes. Yeah, I love it. This is for me. Hôm nay đi mua được 5 bịch đồ nè cả nhà. Nhưng mua cho gia đình không à, mình không mua cho mình gì hết. Tại vì mình ở bên đây, mình thích đi lúc nào thì mình cũng mua được. Đó, có mẹ đó, cũng đó mẹ lựa cho mẹ đi, thích cái nào mẹ lựa cho mẹ đi. Mẹ không chịu lựa. Không có lựa, tại mình cũng có đồ nhiều. Rồi, bây giờ Chay sẽ mở cái này giúp giùm cho mẹ nha. Chay là phải mở cái này lắm. Cái gì ta? Mẹ cho con mở. Rồi, mày để rồi mẹ lấy ra cho con mở hết, ok. Rồi. Cái này á là hả Ngọc tính vô thì Ngọc mua một cây son. Nhưng mà Ngọc thấy cái này cái bóp này dễ thương quá nên Ngọc mua thêm hai cái món đồ là cái máy mascara, tại vì phải mua mascara mới được tặng cho cái bóp này để cho ông bà nó mở ra mà nó mới cho ông bà cô chú con nó lo son môi son đồ không à. Để lại gần thị trường cho ông bà cô chú con. Bóp này giống Noel dễ thương không? Wow. Đó, cái Ngọc phải mua cái mascara mới được cái đó. Đó, mình mua cái này người ta tặng cho mình hai cái chiếc dù thơm nữa. Mua cái dù thơm này nữa nè. Chanel mà ha. Chanel. Nè mẹ, mẹ giữ đi, mẹ có đi đâu để mẹ sạch. Còn cái này á là mascara, chuốt mắt, chuốt mi nè. Còn cái này là primer. Primer là cái mà mình dùng trước khi mà mình chuốt lên đó mẹ. Cái màu trắng này nè. Mình dùng trước khi mình chuốt lên. Đó, bỏ chung với này. Rồi. Mua hai cái cây mascara tại vì cái hộp này chứ còn Ngọc không có nhu cầu để xài hai mascara. Ngọc hiếm bao giờ xài mascara những lúc mà tại vì cái bịch này nè. Nên là mới mua không biết sao tự nhiên nhìn nó có duyên với nó. Hay là mình mua. Đó. Rồi ok bây giờ tới bà ngoại đi. Nãy giờ lấn sân nhiều quá vậy cho bà ngoại đi. Rồi giờ mình khui cái trước hết nha. Là cái quà của cháu nội. Cháu nội á thì bữa trước mình cũng có mua cho Bali và cho Vincent bộ đồ giống như vậy. Cho nên á là Vincent rất là thích. Nên á hôm nay á là mình gặp á là mình mua thêm cho Vincent là hai bộ nữa. Còn cái bộ này là của Bali. Đó. Rồi hai anh em nó cũng thích đồ lính nữa. Nên đó là đó. Gặp đâu mua đó chứ không có đủ bộ đủ ấy đồ cả nhà ơi. Rồi mua cho ba mua cho Vincent được hai cái quần lính. Hôm trước á là mình cháu nó cũng muốn có quần lính nhưng mà bên đây mình không có gặp cái ông nội hứa để ông nội về rồi dắt ông nội xuống ông nội mua mà ông nội không có mua được. Rồi cái nay mình gặp mình mua đây nè Vincent cái áo sơ mi nè Vincent nội mua cho con nè. À. Quá trời, cô bà nội xứng đáng đồng tiền bắt gạo. Vậy chứ nó ngồi nó coi video đó nha nội nha. Đó mà sáng nó nói con coi video nội không nhớ bà nội. Này là của Vincent luôn. Ủa hai áo giống nhau là hai em đồ giống cái này là của Bali nè con. Quá trời đồ. Cái này là cũng của Bali.
Đợt trước các bà nội mua cho anh hai nhiều nên giờ bà nội mua cho Ly nhiều nè nha. Đó này cho Ly. Kỳ này mẹ Ngọc mua dài, mẹ Ngọc mua cho anh hai đôi dài. Anh hai được hai đôi dài nè. Đó mua dài cho bà Ly. Bình xịn được có quần bơi nè, mẹ Ngọc mua quần bơi cho. Nói chung là tùy duyên. Ha, tùy duyên chứ không phải là mua là phải mua đồng đều không? Đó, cái này sợ. Cái hứng lên là mua cho ai là cái mua này là mua chắc đồ lính nè. Không phải là đồ lính. Chứ mua đồ lính. Chứ không phải là hai đứa này năm bộ là đứa kia phải năm bộ có. À, đây là cái áo cũng của mình. Dạ, nó màu hồng rực rỡ đó. Cái này thì ba ly, mà ba ly mặc chắc cũng hơi rộng. Không phải, Linh Sình thích màu xanh. Đó, ồ, cái quần bò này là của ba ly này nha con. Cái quần bò này cho Linh Sình. Này không quần bò, này quần jean. Nghe ngoài, cái quần bò, cái thứ này quần bò. Cái quần này cũng của ba ly luôn. Cái này có Linh Sình nè con. Đúng rồi, dạ bởi cho biết cái đó cho Linh Sình này nha. Đây. Hết đồ của cháu nội để qua đây. Còn rồi ok đã đi. Còn cái này mấy cái áo này là mấy cái đầm thì mình thấy giảm giá rồi vậy đó, cả nhà mình mua nè. Đó thì bây giờ ở đó mình mua lại mình đem về, con cháu đứa nào bận được thì bận, dâu đồ đó. Không được không có nằm lên được, xeo nhiều lắm cả nhà. Chú la giờ đây nữa nè, nó sale giá rất là tốt luôn á mọi người. Hồi nãy tôi có cái này nè, mà người ta thường thường người ta cố gắng cái đồ mà ấy vô để đừng ta ăn trộm á, cái tự nhiên mình trả tiền xong rồi mà cổ quên mở cái đồ đó ra, tự nhiên cái mình đi ra cái kêu tiếp cái coi lại cái đi ra kêu tiếp rồi thôi xong luôn quay trở lên chứ không phải là mình đi về là mình phải chạy lên để mình ấy lại rồi. Cái này nè Ngọc, con bận được không? Con bận cái này dễ thương lắm mà. Để con nghiên cứu. Để con đó, cái này là con thích bận thì con bận cái áo này, mẹ thấy nó dễ thương. Just like the pants you got for Bali and Vincent, the camouflage đây, pants. Cái áo đầm xuân. That's look at your mom's shirt. That's camouflage for ladies. Áo này nãy con mua cho con rồi phải. Looks really soft. Sao cái áo này mẹ mua được không? Mẹ mua màu xanh á, mẹ biết con thích màu xanh. Đây cũng cái đầm luôn. Mẹ cũng đúng. Được chứ. Cái này kêu tít tít hả? Không phải, cái đó không có kêu tít tít. Cái mà cái cục mà bự thiệt là bự á. Hồi nãy kể câu chuyện nhưng mà nó để ý nó nói mẹ cái này kêu tít tít hả? Không phải. Đây cũng cái đầm luôn. Mà bự đây. Không, cái cục đó mốt mẹ lên mẹ chỉ cho. Mẹ chỉ cho, có con chắc con đi lâu, con đi shopping chứ con quên. Không biết cái cục đó đâu, cái cục đó là phải bỏ vô cái máy. Ê, xong rồi cái máy đó mới gỡ cái cục rồi cục đinh ra. Mẹ ơi cô quên hả? Đúng rồi, cô quên đó, nó cô quên nhiều quá, đúng nó ra nhiều quá cái cô quên, cô bị sót. Đây cũng là một cái đầm. Cái đó là không phải cái quần đâu đó mọi nghe. Cái đầm đây cũng một cái đầm nữa nhưng mà cái này là cái size lớn hơn. Mẹ cho cô I love you more baby. I love you mẹ mà. Đó đây cũng là một cái đồng nữa. Okay, em cái size lớn. You wanna be in what? In the what? Oh, you wanna be on the camera? Nó đồng rồi, giờ cái áo sơ mi. Rồi thôi, bỏ qua này quăng bên đi. Ở trong này quăng, thôi ngồi dễ đàng hoàng. Rồi qua kia nằm đi đó. Nó đẩy qua bên nằm, đúng rồi, nó nằm bên đây. Chô, cho bây giờ dành cho nam nè. Không, ủa thì nữ nữa hả? Quá trời quá đất không. Đó đi bây giờ mỗi chuyến gì về Việt Nam của mình đi từ từ vậy đó. Nó đi mua từ từ chứ đi mua một lần á thì giờ là mẹ có kinh nghiệm mà. Đi không sẽ, tại vì nếu mà mình đi mua mà mình lựa đồ cho nó vừa cái size với mọi người trong gia đình á thì nó cũng lâu dữ lắm. Rồi mình mua mấy cái áo quần này á thì mình chỉ lựa cái đồ sale ở nhà chứ mua nguyên giá thì nó cũng tiền nhiều. Với lại mua lần nhé. Rồi ok bây giờ đây Ngọc cho mọi người coi nha. Cái này là một cái áo thun. Thì đó thì mình thấy áo thun nào được mình cứ lựa rồi về tặng ngay được tặng thôi. Chứ còn không biết cái này là của ai sao hết á, cứ về để nguyên thùng vậy đó, cứ thấy gặp ai tới nhà hay là có đi đâu á mà nhớ tới cái người đó, cái người mình cần tặng là mình sẽ lục mấy cái thùng đồ của mình kiểu vậy á. Ok chút nữa mày lụm lên cho có chừng té nha.
You're gonna fall off the table, baby. Be careful. Đủ thứ màu sắc hết. Này chắc chúng ngoại xếp lại, cờ cờ nghe ngoại nghe. Để chúng ngoại xếp vô cái thùng luôn. Yeah. Rồi. Đấy, áo này là nguyên lá cà Mỹ luôn nè. America. America. Chạy hát bài America coi. Hey, to tell them about your pledge allegiance. Yeah, I love this. It's so comfy. Áo thun polo này là của nữ hết. Ô này nguyên cái đầm luôn nè. Cái đầm luôn nè. Trời ơi, còn con mẹ Ngọc nè. Quá trời quá đất không. Cái vải, cái thun, cái chất lượng nó đã lắm các bạn ơi. Mát mà nó đã dễ sợ. Đây nè, cái này là một cái áo của nước Mỹ. That is a great new style. That's going to be on the fashion show next year. Đây. Áo kiểu khác nè. Nữ không mà đồ bên đó là đồ nữ, không bồ còn một đống đồ nam nữa nè, bằng cô chú. So cute. Son vàng nè. It looks like I have a tiny face, right? Oh, áo này cũng dễ thương nè, mẹ nè. It's very cute. And I also fit. Texture. Mama. Áo này cũng dễ thương nè. I cannot. Rồi đó, xong rồi. Tới đây đi. Just don't fall backwards or anything. Don't fall off the bed. Tặng luôn. Mua để tặng. Laser. Quần jean dài. Look at this. Jean này cũng vậy thôi, look không có gì để coi. Daddy, squeeze me, daddy, squeeze me. Squeeze my legs, squeeze me. Rồi. Cái này là mấy mấy áo mua cho mấy cậu với mấy chú. Cái này là Ngọc Lửa. Ooh, look at those clothes. Áo này mua cho ba nè. Áo này mình mua cho ba nè mẹ nè. Bye. Bye. Ba. Rainbow. Bye. Đeo thử áo coi vừa không? Ủa? Ủa tưởng ba trong phòng, ai ngờ ba ngồi ngoài. Ủa, áo rồi cho ba cho mặc, cho ba mặc trẻ trung nè. Ba mặc áo dùng màu sắc nè. Cái áo này còn mát lắm. Rồi, này là vừa rồi đó. Rồi, hình như con nữa. Rồi, cái này là con mua cho ba nữa nè. Ok. Wow. Look at Lucky. Go get Lucky. Áo này là con mua cho chú Chiến. Chạy có không? Mua cho chú 10 cái áo này nè. Mấy cái áo này thì cũng... Mình có không? Cái này con tính thôi, cho chú Thắng. Chú Thắng thì nhạc á, là thích màu sắc rồi này kia, thích cho Thắng cái áo tay dài. Áo tay dài mà đi đến show đến rồi, những cái áo này cũng của ba nè ba nè. Chay có không? Chay có cái nào không? Áo này của ba nữa nè. Không có hả? Còn cái này á, cái này biết mua chay không? Cái này con mua cho ba của chị Ngân. Vậy hả? Ba của chị Ngân áo này nè, để Tết bác có cái này là ok rồi. Áo Tết á, với cái quần màu xanh này nãy bữa trước ba đi ba cũng rửa. Mua cho anh Xui với là hai cái quần phải không Công? Hai quần, hai cái áo, hai bộ. Mua đó nói chung là mua nhiều. Nói chung là mua nhiều áo sơ mi lắm. Cái là cũng vậy, can you turn that off daddy? Rồi cái hả, về ai mặc vừa là cái mình mà lấy à, mua mấy cậu rồi mấy dưỡng rồi này kia, dưỡng 9, dưỡng 10, dưỡng 4. Anh chưa khô. Quần 2, quần 8, không.
Nói chung là cũng cố gắng. Anh chưa khôn mà mất. Đây nè. Đó, màu này màu kia là vậy đó. Này là đó, cái này cũng có quần nè. Quần này là quần này là mua cho Tâm shipper. Hai cái. Tâm shipper đó. Tâm shipper, quần áo mua cho Tâm shipper. Bữa là mua cho Tùng rồi, giờ là mua cho Tâm shipper. À, Tâm hai quần dài nữa nè. Tâm hai quần dài nữa nè ha. Dưới đây nè, đây cái quần kìa. Phía sau tại Tâm á, trong nhà Ngọc là như Tâm sai nó bự nhất á. Nên là hả, với lại nó ít đi shopping mua sắm rồi kia. Nên là Ngọc bữa Ngọc về Ngọc thấy cũng tội nghiệp. Nên là nó đi chuyến này, chừng nào Ngọc về Ngọc mua đồ cho mẹ. Cái này là của anh Bảo. Mẹ cũng bỏ riêng ra để con con để chút nữa, để chút nữa. Đó, cái này là cũng hả, cái áo vậy đó. Mua về cái mình gặp ai cái mình tặng. Đây, áo hoa lá hẹ. Áo thơ sơ mi hoa lá hẹ. Bảo về Bảo thích thì Bảo nó sợ là anh lấy thôi. Bảo thích thì Bảo bảo thôi. Hôm nay như này như còn hả? Chưa hết luôn hả? Cái này là cũng mấy áo cho thằng Tâm nữa nè. Có bữa có đợt á thì nó hả, nó ốm thì có ốm, cái tự nhiên có đợt giờ nó mặc. Nên cứ là đồ chật hết trơn. Sẵn dịp mình về cũng không có gì thì hả, có cái áo cái quần có làm cái quà hay cả ha. Dạ. Chứ vậy người thân mình cũng vui. Vậy là vui. Mua từ từ vậy mới mua đầy đủ, chứ còn mà chụp vô lần cái mua thiếu mua đồ này kia. Áo này cũng tâm ha. Mọi người biết rồi, ví dụ như mà lâu lâu mình về vậy á thì mọi người cũng tới thăm mình nhiều, mà ít nhiều gì mình cũng có một món quà cho vui. Của ít lòng nhiều. Chủ yếu là tình cảm. Măng. Trời đẹp quá. Cho rồi đó, cái bây giờ. Mẹ ơi cho ông bà cô chú ơi thôi. Nếu mà không muốn luôn rồi nói bước vô đi. Nói sao? Ông bà cô chú ơi, con mặc cái đậm này vừa rồi. Xin phép. Mà nó dài quá. Mà nó dài quá. Cái đậm dài. Hồi nãy xúc miếng dầu thơm gì mà nó thơm ghê luôn. Trời ông bà cô chú thấy rồi đó. Rồi như vậy là đã nhanh gọn lẹ đó. Cái này là làm nhanh đó nha, chứ còn làm chậm thì là lâu dữ lắm mới hết. Rồi tại vì cũng quần cái áo này thì nhìn nó cũng vậy, giống nhau khác màu rồi kia vậy thôi. Chủ yếu gửi tới mọi người một cái video clip xem gia đình mình mua được gì cho cái mùa lễ này ha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.